Xin chào thầy Dương Trung Hiếu, chào các anh các chị trong group Con Đường Tự Do Tài Chính. Lời đầu tiên để em xin được gửi lời cảm ơn tới thầy, cảm ơn tới ban quản trị viên đã phê duyệt cho em vào group. Mặc dù là hôm trước em để cái ảnh đại diện Facebook, avatar Facebook không phải là ảnh thật của em mà là ảnh của hai đứa con nhà em. Nhưng mà cũng đã phê duyệt, em rất là cảm ơn. Em xin tự giới thiệu, em là Dương Tiến Trung. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Thái Nguyên, Việt Nam. Thì em biết đến cái kênh YouTube cũng như là biết đến thầy là qua thời gian chơi Bitcoin thì em có tham gia một cái group. Thì qua của bạn Thịnh Vũ thì bạn ấy có một cái giới thiệu YouTube của thầy, thì em cũng biết đến kênh YouTube của thầy. Từ đấy thì được xem nhiều cái video, những cái chia sẻ của thầy, thì em cảm thấy là những cái chia sẻ của thầy rất là thật tâm, tận tâm và chỉ bảo hết mình và truyền cho mọi người có một cái tư duy tích cực hơn, thì em rất là cảm thấy đấy là một cái cơ duyên, rất là cảm ơn thầy về cái điều đấy. Cái thứ hai là em cũng chia sẻ một cái đôi lời về cái video này. Thì thực ra là thầy khuyến khích mọi người làm video giới thiệu bản thân để anh em giao lưu học hỏi, đấy cũng là một cái điều tốt. Cái thứ hai mình nghĩ đó là thầy để xem, thầy có nói là thầy phải xem tướng, thì khả năng là thầy sẽ xem tướng mọi người qua những cái video của mọi người giới thiệu, thì để thầy hỗ trợ mọi người tốt hơn cũng như là có những cái nhìn nhận gọi cho nó sâu sắc hơn. Thì em biết đến cái con đường MMO này thì cách đây vài năm, nhưng mà rất tiếc là cái lần đầu tiên mà em kiếm tiền, bước chân vào nghề kiếm tiền ấy, thì em lại bị lừa một số tiền. Thế là từ đó em mất niềm tin. Cái thứ hai là khi mà em chơi Bitcoin rồi chơi thì em lại hoàn toàn là em rất nhiều lần bị đu đỉnh. Thực ra là em chưa kiếm được một đồng nào từ nghề kiếm tiền online. Thực ra là cũng kiếm nhiều kiểu nhưng mà không được. Thế là cái thứ hai là mình thấy những cái hình thức online bây giờ ở Việt Nam mình nở rộ, nhưng mà không phải ai cũng thật tâm như thầy. Có những cái nhóm, những cái hình thức kiếm tiền hoàn toàn là lừa đảo mà thu hút hàng nghìn người Việt Nam, cuối cùng vỡ ra thì mất đi hàng nghìn, hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng Việt Nam. Đó là những cái hình thức lending như vụ BCC, một số hình thức lừa đảo góp vốn đời nhiều đồng coi rác mà đa phần là của người Việt Nam mình. Rồi một số hình thức vừa sập như vừa rồi như Sky Mining cũng là một hình thức góp vốn mà cũng lại sập ra đi hàng nghìn tỷ đồng của người dân Việt Nam, người dân nghèo Việt Nam mình. Thì đa phần cái kiếm tiền đấy thì những người giàu người ta kiếm được tiền, của những người nghèo thì cuối cùng là hóa ra là tay trắng, ra là đấy những cái hình thức lừa đảo mà mình cảm thấy dân Việt mình toàn lừa dân Việt mình. Cái thứ hai là các bạn bán, mình cũng chia sẻ thêm một cái là các bạn bán hàng online bây giờ, cái mỹ phẩm, cái thực phẩm dùng cho con người quá là nhiều mà các bạn kinh doanh, các bạn không hiểu về cái vấn đề đấy. Thì cũng như là thầy chia sẻ, thầy cũng có nói những cái bán mà nó đưa con người, tức là những cái thực phẩm dùng cho con người mà các bạn không hiểu mà các bạn cứ bán như thế, thì vô tình các bạn thành là người, chính các bạn lừa những người thân của mình. Bởi vì những người thân của các bạn sau đấy là các bạn lừa những cái người xung quanh, thì thực ra là các bạn không tốt. Thực ra các bạn làm thì cũng được thôi, nhưng mà mình nghĩ là làm cái gì thì làm. Bây giờ các sản phẩm bây giờ rất là nhiều, như là một số cái sản phẩm về điều trị ung thư hoặc làm giá này, thì tất cả là cũng do online này các bạn bán thôi. Thực ra là đấy là dân Việt mình lừa dân Việt mình quá nhiều. Thì mình tham gia cái group này là biết đến những cái video của thầy, mình có nhiều cái tư duy và tư tưởng thầy truyền đạt, nhiều cái những cái kiến thức của thầy cũng như là những cái suy nghĩ rất là đúng, và mình cảm thấy là thầy hướng mọi người đến con đường tự do tài chính không phụ thuộc vào công việc gò bó là một điều rất là tốt. Thì mong, mình cũng rất mong muốn bản thân mình thực hiện điều đấy và mong mọi người.
Thank you.